Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay kênh là TK Bonsai có đến chỗ Hình Quang và có review một số cây bông giấy khủng và một vài cây mini nữa nha bà con. Rồi chào ông Quang quá ơi. Rồi mình cũng xin gửi lời chào bà con và anh em. Trước tiên thì cũng chân thành cảm ơn bà con anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Hôm nay mình cũng tiếp tục giới thiệu một số cây hoa giấy thành phẩm, cây lớn của mình cho anh em tham khảo giao lưu. Đây là cây mã số 1 của mình, cây sắc pháo ghép tâm thạch một màu anh em ơi. Cây có dáng nằm bay rất đẹp, chuẩn tàn, bông thì ok. Cây này có mã số 1 nha anh em. Cây sắc pháo ghép cẩm thạch một màu. Này chiều cao khoảng nhiêu anh? Cây này đo chiều cao nó tầm 1m3 đó anh em ơi. Mét 3 đó anh em ơi, từ mặt chậu á. Tán rộng của nó tầm 2m. Tán ngang nó 1m rưỡi. Quay mặt bên đây chứ, không quay mặt đối diện sao. Cây có dáng nằm rất đẹp anh em ơi. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn nha anh em. Anh em cần cây nào thì cứ gọi trực tiếp cho mình, mình sẽ báo cái giá cụ thể cho anh em tham khảo giao lưu. Rồi, sẵn mình đo hoành luôn đi anh ơi. Rồi em đi vòng bên kia cho bà con xem. Mình tạm đo ngay vị trí giữa thân nó đi. Giữa thân ngay vị trí này được 63 anh em ơi. Cái mình thử coi. Cái mình đây, cái, của cái chi lên đi. Tới đây à. Tới đó đi em. Chiều dài nó 90 anh em ơi. Nguyên cái mình nó dài 90. Nó cái chi bự đó thôi. Cây cũng có bị lũa sơ sơ một hai chỗ nhỏ nhẹ nha anh em. Nhưng mình xử lý keo lên cho anh em rồi, đảm bảo cây sống khỏe. Cây này mình thuần chậu dắt năm anh em ơi. Anh em về chơi ok nha. Bây giờ có bông Tết vẫn có bông nha anh em. Hàng này hàng siêu bông. Bây giờ có bông Tết vẫn có bông bình thường nha anh em. Cây này trong vòng tháng tháng rưỡi là lên bông lần rồi. Này mình chơi hết được bông này, Tết vẫn có bông bình thường nha nè. Rồi mặt đối diện bên đây. Đây là lũa đó ha anh? Đúng rồi, cắt á. Có mặt cắt với lũa nhẹ anh em ơi. Mình xử lý keo hết rồi. Cây mã số 1 này mình xin báo giá qua điện thoại nha anh em. Anh em có nhã ý giao lưu thì mình gọi trực tiếp cho mình. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo của mình luôn. Rồi số 2 đi ha. Mình ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ anh em ơi. Tiếp tục là cây mã số 2, cũng là một cây sắc pháo hai màu, mình ghép thái ngũ sắc anh em ơi. Cây mã số 2, một cây sắc pháo hai màu mình ghép ngũ sắc. Cây này đặt 100% không bị lỗi luôn nha anh em. Cây này là không bị lỗi lũa gì hết. Cây này đặt. Này cao khoảng nhiêu anh? Cây này cao từ mặt chậu lên là khoảng 2m đó anh em ơi. Từ mặt chậu lên tới đỉnh là khoảng 2m. Tán rộng nó khoảng 1m8 á. Cây này có tán dù ở trên rất đẹp nha nè. Mình đo cái thóc thân cho anh em tham khảo. Thóc thân là được 100 đó anh em ơi. Cây này có dáng siêu siêu nha nè. Thóc thân được 100 á. Cái hoành thân. Mình tạm đo vị trí này cho anh em tham khảo ngay cái đoạn giữa này nha. Hoành thân đoạn giữa này được 50 anh em ơi. Rồi mình cũng đo cái hoành cũ để cho anh em tham khảo luôn. Cũ đế gần hết thước dây anh em ơi. Cũ đế gòn
củ đế 140 mấy anh em ơi. Đây, quên hoành củ đế của nó. Cây này cũng không bị lỗi bị lỗi gì nha anh em. Cây rất là đẹp. Cây này liền cây. Ngũ sắc thái 5 màu. Cây mã số 2. Cây mã số 2 này mình cũng xin báo giá qua điện thoại luôn anh em ơi. Anh em nào ưng ý, có nhã ý giao lưu thì gọi trực tiếp cho mình nha. Cây mã số 2. Sắc khóa mình ghép ngũ sắc thái 5 màu. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn nha anh em. Mình ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Rồi, cây số 3 luôn anh em. Tiếp tục cây số 3 là một cây sắc pháo ghép cẩm thạch một màu luôn anh em ơi. Cây này có dáng thú nằm rất đẹp nha anh em. Bộ đế sởm bò là rất đẹp. Cây này cũng có bị lũa sơ sơ à, nhẹ thôi nhưng mà xăm hết rồi. Một hai chỗ nhẹ xăm xăm. Cây này có dáng thú rất đẹp anh em ơi. Cây này cái tán rộng của nó là 1m7 đó anh em ơi. Tán rộng 1m7. Chiều cao từ mặt bầu là 1m5 anh em ơi. Chiều cao từ mặt bầu là 1m5 á. Cái hoành thân cũng đo cho anh em tham khảo luôn. Ngay vị trí này giữa thân luôn. Vị trí này được 40 anh em ơi. Vị trí này được 40. Rồi mình cũng đo cái mình nó luôn. Mình cho anh em tham khảo luôn. Cái mình này cũng được 90 luôn anh em ơi. Chiều dài cái mình được 90 luôn. Bộ đế rất sởm nha nè. Đế sởm nôm rất đẹp. Cây này cũng có sam nhẹ một hai chỗ à. Nhưng mà không đến đổi. Cây này mã số 3. Mình xin giao lưu với anh em 19 triệu. Bao ship 200 km luôn anh em ơi. Mã số 3 có giá 19 triệu bao ship 200 km luôn. Anh em thích cây nào thì cứ gọi trực tiếp cho mình nha nè. Số điện thoại của mình là 0939396500. Cũng là cái số Zalo luôn. Mình có sỉ qua giấy ngũ sắc loại tầm nhỏ nhỏ cho anh em bán Tết luôn nha anh em. Mình có số lượng lớn mình sỉ cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu bán trong cái dịp Tết thì mình sỉ cho anh em luôn nha. Tới cây số 4. Tiếp tục cây 3 số 4 anh em ơi. Cái hai thằng nổi không? Nổi lên luôn. Cây mã số 4 là một cây sắc pháo ghép đỏ thái một màu anh em ơi. Cây mã số 4, một cây sắc pháo ghép đỏ thái một màu nha anh em, một màu đỏ à. Bông này ok. Chuẩn bông anh em ơi. Cây này liền cây luôn nha anh em, cây này không có bị lỗi nha anh em. Nó chỉ sam nhẹ một cái dưới gốc nhẹ ăn chút thôi, hồi mình chỉ cho anh em. Sam hoàng gia chút đỉnh. Cây này có mã số 4 anh em ơi. Một cây màu đỏ. Chiều cao của cây từ mặt chậu là 1m5 đó anh em ơi. Chiều cao của cây từ mặt chậu 1m5. Tán rộng 1m5 luôn anh em ơi. Đo cái hoành thân cho anh em tham khảo luôn. Hoành thân đo ngay vị trí này. Hoành thân vị trí này được 55 anh em ơi. Hoành thân 55. Đây có sam chỗ đây anh em, có sam da chỗ này nha. Mình chỉ cho anh em luôn. Ở đâu anh? Đây đây đây, sam da cái đường này. Em phải cận nhờ. Đây đây, sam da từ cái đường này xuống đây. Cho anh em báo cho anh em rõ ràng luôn. Có vị trí đó thôi ha. Đúng rồi, mình chỉ có cái vị trí sam đó thôi. Đảm bảo cây sống khỏe nha anh em. Dạ, anh quay vòng đi. Cây này rất là già cây nha anh em. Cây này nó già cây nó nổi bú lên luôn anh em ơi. Một cây mã số 4 màu đỏ thái anh em ơi. Đây, giá luôn anh ơi. Cây này dạ nổi bú cục bú chà bá ở đây luôn. Cây này mình cũng xin giao lưu với anh em 17 triệu, bao ship 200 km luôn. Cây mã số 4.
có giá 17 triệu bao ship 200 km luôn anh em ơi. Tiếp tục cây mã số 5 anh em ơi. Anh em ơi, cây mã số 5 cũng là một cây đỏ thái luôn anh em ơi. Cây mã số 5 cũng là một cây đỏ thái luôn. Hôm nay mình cũng giới thiệu một số cây lớn lớn khủng khủng cho anh em tham khảo giao lưu nha nè. Hàng này anh em về cho Tết là ok. Bây giờ có bông Tết vẫn có bông bình thường nha nè. Anh em khỏi phải lo chuyện bây giờ có bông Tết không có bông. Mình đảm bảo bây giờ có bông Tết vẫn có bông cho anh em chơi bình thường. Cây này có mã số 4 anh em ơi, cũng là một cây đỏ thái luôn. Rồi cho cái bay ngang, rồi để cái bay ngang ngang anh. Rồi được anh ơi, được rồi. Rồi đó đi anh. Cây này có mã số 5 nha anh em. Màu đỏ thái, một màu. Chiều cao cũng có 1,5 m luôn anh em ơi. Chiều cao 1,5 m, tán rộng 1,5 m luôn đó nha anh em. Cây đỏ thái một màu. Mình đo cái hoành thân ngay vị trí này cho anh em tham khảo luôn. Hoành thân vị trí này được 44 anh em ơi. Hoành thân vị trí này được 44. Cây này không bị lỗi nha nè. Cây này cây đặc 100% đặc, không bị lỗi. Đỏ thái một màu. Quay vòng đá. Có dáng rất đẹp nha nè. Cây có dáng bay hồi là rất đẹp. Bay hồi mà thân lắc nữa. Cây này chuẩn cây anh em ơi. Về chơi Tết là ok. Cây này có mã số 5 nha nè. Cây này mã số 5 mình cũng xin giao lưu với anh em 17 triệu luôn. Mình bao ship 200 km cho anh em. Anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo của mình luôn. Bà con ở xa hơn thì thương lượng ha anh Quang. Đúng rồi, anh em nào ở xa hơn thì phí ship thương lượng nha nè. Tiếp tục cây mã số 6, cũng là một cây sát pháo ghép cẩm thạch một màu luôn anh em ơi, cây khủng anh em ơi. Đây, cây mã số 6 là cây này. Ủa cây đây anh em ơi. Mã số 6 cây này. Cây này cũng là cây sắc báo, mình ghép 5 màu luôn. Hiện tại lên được 4 màu rồi anh em ơi. Cây mã số 6. Cây này mình ghép 5 màu. Nhưng mà hiện tại lên được 4 màu rồi nha anh em. Còn màu vàng chưa lên, còn thiếu màu vàng anh em ơi. Cây này chiều cao của cây từ mặt chậu trở lên nè. Trên 1,5 m anh em ơi, 1,8 m nè anh em ơi. Từ mặt chậu lên tới đỉnh 1,8 m á. Tán ngang bao nhiêu anh? Tán ngang 1,6 m anh em ơi. Tán ngang 1,6 m đó anh em ơi. Cây mã số 6. Sắc pháo mình ghép 5 màu nha anh em. Hiện tại lên được 4 màu rồi. Cây này nó có cái tán dù ở trên rất đẹp nha anh em. Chi cốt thì tròn đều. Có tán dù ở trên rất đẹp. Cái này nó có phải lũa không anh? Cây này nó có lũa một hai chỗ mà mình chỉ cho anh em luôn nha. Rồi, trên đây lũa luôn phải không anh? Đúng rồi, cái này lũa nhẹ sơ sơ đây nè. Đây, lũa mấy lỗ nhẹ nhẹ đây, đây cũng có lũa nữa, mình xử lý keo cho anh em à. Về chơi thoải mái, cây đảm bảo cây sống khỏe nha. Rồi, bên đây luôn ha. Cây có bị lũa một hai chỗ đây. Rồi. Có xử lý rồi anh em ơi. Cây này có cái dáng rất đẹp nha anh em, bị lũa nhưng mà dáng rất đẹp. Mình đo cái thốc thân cho anh em tham khảo luôn. Thốc thân được 54 anh em ơi. Thốc thân 54. Hoành luôn anh ơi. Hoành thân ngay vị trí này luôn. Hoành thân vị trí này được 62 anh em ơi. Cây mã số 6. Cây này mình xin giao lưu với anh em 16 triệu bao ship 200 km luôn. Số điện thoại của mình là 0939396500. Cũng là cái số Zalo luôn nha anh em. Cây này có dáng rất đẹp nha anh em. Tàn dù ở trên rất đẹp. Tròn đều. Em nào thích tàn dù chơi là ok. Thân to. Chỉ lỗi nhẹ chút đỉnh đó thôi. Đảm bảo cây sống khỏe nha anh em. Rồi 16 triệu luôn. Tiếp tục cây mã số 7 anh em ơi. Mã số 7 cũng là một cây sắc pháo. Mình ghép cũng tạch một màu. Màu tím nha anh em. Cây rất là khủng nha anh em.
Cây này mình đứng anh em nhìn là thấy cũng biết cây, cây nó khủng nó cao rồi. Mình chỉ đứng núp dưới cái bóng tán của nó thôi. Cây này cao từ mặt chậu lên tới đỉnh 3 m anh em ơi. Cao từ mặt chậu lên tới đỉnh 3 m. Cây hiện đang lên bông nha anh em, lúa nụ quá trời rồi. Cây lên đang lên bông. Tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Tán ngang nó khoảng 2 m rưỡi đó anh em ơi. Tán ngang là khoảng 2 m rưỡi. Độ cao 3 m. Cây có dáng bay rất đẹp nha anh em. Cây có dáng bay rất đẹp, có cây tử luôn. Đây cây tử ở đây anh em ơi. Có dáng bay rất đẹp, có cây tử thằng dù luôn. Cây đang lên bông nha anh em. Cây này anh em nào nhà rộng rộng biệt thự đồ chơi thì ok anh em ơi. Bây giờ có bông cây Tết vẫn có bông bình thường nha anh em. Cây này có mã số 7. Cây này cũng có lũa sam nhẹ chút đỉnh ngoài da nha anh em, nhưng mà quá đá rồi. Quá đá mình xử lý một hai chỗ mình xử lý keo rồi. Không có chỗ không mà đến đổ thì mình không có xử lý. Có một hai chỗ mình xử lý cho anh em rồi. Đây cũng có nhẹ ha. Nhẹ chút xíu bằng đường ngón tay mình thôi. Đường ngón tay mình thôi. Đây thì nó quá đá rồi nhưng mình cũng xử lý cho anh em luôn. Rồi hoành luôn đi anh ơi. Đo cái hoành thân cho anh em tham khảo luôn. Cây này có mã số 7 nha anh em. Anh em thích cây nào thì gọi trực tiếp cho mình nha. Cái hoành sát vị trí này nha anh em. Sổ sát vị trí này được 67 anh em ơi. Dạ, hóc thân luôn anh. Hóc thân, độ cao vị trí này. Hóc thân được 40 anh em ơi. Hóc thân 40. Cây mã số 7, cây này mình cũng xin báo giá qua số điện thoại luôn anh em ơi. Anh em có nhã ý giao lưu thì gọi trực tiếp cho mình nha. Nhìn cây rất khủng nha anh em, cây rất khủng, dáng bay lắc lượng rất đẹp. Có cây tử luôn. Tàn rồi ok, chuẩn tàn. Dạ, rồi. Cây mã số 7 mình báo giá qua số điện thoại nha anh em thích cây nào thì gọi trực tiếp cho mình nha anh em. Tiếp tục là cây mã số 8, là một cây Mỹ ghép Thái 5 màu anh em ơi. Cây hiện tại đủ 5 màu luôn nha anh em. Cây mã số 8, gốc Mỹ ghép Thái 5 màu. Hiện tại có đủ 5 màu cho anh em luôn. Tán này nó chưa được sum lắm nha anh em về cơi lại một nước nữa là tán nó sẽ sum xê lên thôi. Cây giống Mỹ này nó phát triển mạnh lắm anh em. Dạ, thông số luôn anh em. Chiều cao của cây. Chiều cao từ mặt bầu được 80 anh em ơi. Chiều cao 80. Tán rộng 70 anh em ơi. Tán rộng 70. Hoành thân ngay vị trí này được 13 anh em ơi. Hoành thân 13. Cây này xin giao lưu với anh em 1 triệu rưỡi bao ship. Mã số 8, 1 triệu rưỡi bao ship. Cây hiện tại đủ 5 màu nha anh em. Tiếp tục cây mã số 9. Cây mã số 9 cũng là cây gốc Mỹ ghép ngũ sắc Thái 5 màu luôn. Tán nó chưa sum nha nè, nhưng anh em về coi lượng nước nó sum dày lên thôi. Nhưng mà cái này đủ 5 màu cho anh em nha. Hiện tại có đủ 5 màu. Cây mã số 9 này bộ đế rất đẹp anh em ơi. Bộ đế xổm lên rất đẹp. Mã số 9 chiều cao của cây từ mặt bầu 90 anh em ơi. Chiều cao 90. Hoành thân được 15. Tán rộng. Tán rộng được 70 anh em ơi. Tán rộng 70. Cái mã số 9 này cũng có giá 1 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn. Mã số 9 có giá 1 triệu rưỡi bao ship luôn anh em ơi. Tiếp tục cái mã số 10. Cũng là một cây gốc Mỹ ghép Thái 5 màu, ngũ sắc Thái 5 màu luôn. Tán chưa sum nha anh em, nhưng hiện tại có mặt bông 5 màu cho anh em nha. Cây mã số 10, cây này cũng có giá 1 triệu rưỡi luôn, bao ship cho anh em luôn. Chiều cao của cây. Chiều cao được 85 anh em ơi. Tán rộng. Tán rộng được 60. Hoành thân. Hoành thân được 14 anh em ơi.
Bành Thăng 14. Cây này cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn, mã số 10. Mã số 10 cũng có giá 1,5 triệu bao ship luôn anh em ơi. Tiếp tục mã số 11. Mã số 11 cũng là một cây gốc Mỹ ghép ngũ sắc thái 5 màu luôn anh em ơi. Cây hiện tại có đủ 5 màu cho anh em nha. Mã số 11 cũng là một cây gốc Mỹ ghép ngũ sắc thái 5 màu. Cây này cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Cây này củ to nha anh em. Chiều cao của cây, chiều cao 80. Tán gọng 60 anh em ơi. Tán gọng 60. Hoành thân ngay vị trí này. 14 anh em ơi. Củ to nha anh em, củ hai tay mình ốp lại. Cây này cũng có giá 1,5 triệu luôn, mã số 11. Mã số 11 cũng có giá 1,5 triệu luôn anh em ơi. Tiếp tục mã số 12. Cũng là cây gốc Mỹ ghép ngũ sắc thái 5 màu luôn. Cây hiện tại có 5 màu mặt bông cho anh em nha. Cây mã số 12. Hiện tại có 5 mặt bông cho anh em. Mã số 12 cũng có giá 1,5 triệu luôn anh em ơi. Tán thì nó chưa được xâm xe cho mấy, nhưng mà đảm bảo cho anh em, cây có 5 màu bông hiện tại luôn. Chiều cao của cây, chiều cao được 86 anh em ơi. Cao 86. Tán rộng được 60 luôn. Hoành thân ngay vị trí này 13 luôn anh em ơi. Hoành thân 13 luôn. Cây này cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục mã số 13 anh em ơi. Cây mã số 13 cũng là cây gốc Mỹ ghép ngũ sắc thái 5 màu luôn. Cây hiện tại cũng có 5 màu bào bông cho anh em luôn nha nè. Mã số 13, cây này cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Chiều cao của cây, chiều cao nó cũng có 86 luôn anh em ơi. Tán rộng được 55 anh em ơi. Cây này cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn nha. Hoành thân được 13 luôn. Hoành thân cây này được 13 luôn nha anh em. Tiếp tục cây mã số 14 anh em ơi. Cây mã số 14, cây này tán xâm xê nha anh em. Thân to hơn, cây này thì tán xâm xê thân to hơn. Cũng là một cây 5 màu luôn anh em ơi. Gốc Mỹ ghép 5 màu luôn. Cho cái thông số cho anh em tham khảo luôn. Số điện thoại của mình là 0939396500 nha anh em. Cũng là cái số Zalo luôn. Anh em cần cây nào gọi trực tiếp cho mình nha. Cây này chiều cao được 80 anh em ơi. Tán rộng được 65. Hoành thân cây này được 15 anh em ơi. Cây này có giá 1,6 triệu bao ship cho anh em luôn. Cây này tán xâm xê nha nè. Thân lắc rất đẹp. Tiếp tục cây mã số 15. Mã số 15 này cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái cho anh em luôn. Cây này cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Gốc Mỹ ghép 5 màu Thái nha anh em. Tàn nó chưa được dày nhưng mà hiện tại có 5 mặt bông cho anh em. Chiều cao của cây, chiều cao là được 83. Tán rộng 65. Hoành thân ở vị trí này được 13 anh em ơi. Cây mã số 15 cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Bây giờ có bông Tết vẫn có bông bình thường nha anh em về chứ chơi cứ chơi ok nha, khỏi lo chuyện bật Tết không có bông nha. Về mình cắt tỉa trong vòng tháng rưỡi nó sẽ lên bông lại thôi. Anh em thích cây nào gọi trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình 0939396500 cũng là cái số Zalo luôn. Cây này là cây mã số 16 nha anh em. Cây này tàn xâm hơn mấy cây kia. Cây mã số 16 này cũng 5 màu, hiện tại có 5 màu cho anh em. Cây này cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Cây mã số 16 hiện tại cũng có 5 màu bông cho anh em nha. Rồi, cao luôn anh em. Chiều cao của cây, chiều cao được 80 anh em ơi. Tán rộng 70. Hoành thân 13 luôn. Cây này cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Mã số 15 cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn.
Tiếp tục cây mã số 16 cũng là cây gốc Mỹ ghép ngũ sắc thái 5 màu của 17. 17 này cũng có 5 màu bông cho anh em luôn nha. Cây này cũng có giá 1,5 triệu luôn anh em ơi. Cái lô này mình lên đồng giá cho anh em dễ chơi. Anh em thích cây nào thì cứ chọn cây thôi. Cái giá thì nó không có chênh lệch. Tại vì cây này, mình làm cái lô này nó đều đều nhau không à. Chiều cao của cây. Chiều cao cây này được 77 anh em ơi. Tán gọng được 60. Hoành thân cây này cũng được 12 anh em ơi. Cây 17 này cũng có giá 1,5 triệu cho anh em luôn. Tiếp tục cây mã số 18. Cây này tàn xâm xê anh em, gốc to hơn nha. Cây này cũng được 5 màu bông cho anh em. Vàng đỏ trắng hồng. Cây này màu cam chưa lên anh em ơi. Cây này hiện tại được 4 màu bông rồi. Cây mã số 18. Chiều cao của cây. Chiều cao được 75 anh em ơi. Tán gọng được 70. Cây này tàn xâm xê nha anh em. Hoành thân cũng bưởi. Hoành thân được 24 anh em ơi. Thân 24. Cây này có mã số 18 có giá 1,6 triệu bao ship cho anh em luôn. 1,6 triệu nha anh em, cây mã số 18. Tiếp tục cây mã số 19. Cây thường anh em ơi, cây thường mà ghép được 5 màu. Cây thường ghép được 5 màu. Cây này cũng màu thường nha anh em, phải màu Thái nha anh em. Có màu đỏ của Thái thôi. Có màu hồng này màu thường nha anh em ơi. Màu hồng này màu thường. Nó không có Thái hết nha anh em, cây này 5 màu. Nhưng mà không có Thái hết, có cái thường ở trong nữa. Cây mã số 19, cây này giao lưu với anh em 700k thôi. Bao ship luôn. Chiều cao được 47. Tán gọng được 55 anh em ơi. Cây này hoành thân được 10. Được 700k anh em ơi, 700k bao ship luôn. Cây này cũng nhỏ nhưng mà cũng được 5 màu nha anh em. Tiếp tục mã số 20. Mã số 20 là cây Mỹ mình ghép 3 màu anh em ơi. Tím trắng hồng anh em ơi. Được lên được 2 màu bông rồi. Mã số 20. Cẩm thạch 3 màu tím trắng hồng. Cây này mình giao lưu với anh em 1,3 triệu bao ship luôn. Chiều cao của cây. Chiều cao được 75 anh em ơi. Tán gọng được 60. Hoành thân được 17 anh em ơi. Mã số 20 cũng là cây cuối clip anh em ơi. Cũng chân thành cảm ơn bà con anh em đã bỏ thời gian xem cái clip của mình. Cũng rất mong được sự ủng hộ của bà con và anh em ạ. Chào tạm biệt bà con anh em. Rồi, chào anh Quang luôn. Rồi, kênh là TK Bonsai. Xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.